Mấy cái này mà là vàng thì ngon hơn nhiều á. Hả? Bên kia có chuyện gì thế nhở? Cậu đang sơn song sắt đó hả? Cậu thấy đẹp không? Tớ có ý này hay hơn nhiều nè. Sao vậy thưa cô? Cậu ấy đang làm hỏng mấy thanh sắt kìa. Đấy, hối lộ đó. Để tôi nâng lên một tí. Chờ đã, sắp xong rồi. Tuyệt lắm, anh quản ngục. Thật sao, không có song sắt luôn hả? À, tôi vẫn có song sắt mà. Nhưng thế này thì sẽ ngon hơn nhiều á. Tớ cá là có thể ăn sạch luôn cho mà xem. Mềm quá đi. Ngon dã man. Cho miếng với. Không nghe, mơ đi. Sao hàng mình đặt chưa tới vậy ta? Chuẩn, cô mang burger phô mai cho tôi đấy hả? Cần tiền sao? Cô đến đúng nơi rồi đó nha. Giữ luôn tiền thừa đi gái. Thật hay mơ đây. Cảm ơn nhớ cô tù nhân giàu có. Chẳng có gì bằng món burger mới ra lò cả. Mình ngửi thấy mùi đồ ăn. Hình như đến từ phòng của em Mai. Trời ơi, đã cái nư dễ sợ, ngon lành. Lâu lắm rồi mình chưa được chén đồ ăn nhanh á. Còn cái gì để gặm đỡ không ta? Mấy cái này chẳng ăn được đâu. Trừ khi... mình để cái burger này ở đây hồi nào vậy ta? Lại đây với chị nào, chị ngửi thấy mùi thơm của cưng rồi. Oh yeah, ngon muốn khóc luôn. Có chuyện gì bên phòng bên kia vậy? Chí tưởng tượng là một thứ mạnh mẽ mà. Mình lại ăn dày nữa rồi hả? Ok, cảm ơn. Thế này, chị đã thấy đủ tin tưởng chưa? Duyệt, bắt đầu thôi. Chuẩn bị tiền chưa nào? Đẹp nha. Xong. Được, trông cũng ngon lành đấy. Ôi trời, mình cũng muốn có hình xăm. Này. Chuẩn. Lại nữa. Đúng thứ mị cần rồi. Có vẻ hôm nay mình sẽ chơi trò làm nghệ sĩ xăm. Này. Ngầu đấy. Wow. Cô muốn một hình không? Được, chơi cho có cái giết thời gian. Xem ra giá cổ phiếu của mình lại tăng rồi. Đồng nghĩa với việc đã đến lúc ăn chút gì đấy. Phục vụ đâu? Cô đến đây hơi lâu đấy. Tôi đem đồ ăn cho anh đây. Và cả trà nữa. Đây ạ, ăn ngon nhé. Tù nhân, tôi đem đồ ăn cho cô đây. Một ly nước trong. Ôi, cảm ơn anh, ngon quá. Mình phải làm gì đó chứ nhở? Biết rồi, món ăn vặt bí mật của mình. À đúng, mình ăn hết rồi. Mình có còn gì ở dưới đây không nhở? Không có. Trong giày cũng chẳng còn gì cả. Đợi đã, tường bí mật. Đúng rồi. Túi trà mà mình để dành. Mình mới dùng nó có 3 lần thôi. Nó sẽ giúp nước của mình ngon hơn. Lạnh quá sao?
Thôi, đừng được voi đòi tiền nữa. Oh, suýt nữa thì quên. Nửa cái bánh quy của mình. Nhưng mình không ăn hết đâu. Một chút thôi là mình có thể vượt qua rồi. Đúng là một bữa ăn vặt ngon. Sảng khoái quá. Ôi, không được quên túi trà của mình. Phải bỏ nó lại chỗ cũ. Tuyệt, thế là lần tới mình cũng sẽ có trà. Đêm hôm qua mình ngủ không biết gì luôn. Không, đừng nói đây là con chim chứ. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Này, cứ như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ ấy. Mất vệ sinh dã man. Có gì ăn được không ta? Tìm được chút snack chống đói nè. Nào, con chim này đang phá hoại đời mình. Phải cho nó biết thế nào là lễ hội. Cánh chim nóng thơm ngon xỉu. Đã sáng rồi sao? Trong này đèn cứ phải gọi là lung linh. Bữa sáng của mình kìa. Cảm ơn nha, em đang đói lắm đây. Em thích ăn ăn hả? Tôi kệ làm gì tụi em. Nhưng hãy thử cách này. Ngượng chết mất thôi. Em cảm ơn. Trông ngon hết sỉ luôn. Ngọt thơm quá. Dĩa của em. Hả? Em có vẻ thích bánh ha. Phải ăn thì cứ ăn thôi à. Trông mình ổn không nhỉ? Tân giai tỏ tơi mất rồi còn đâu. Có đôi tất nào quanh đây không nhỉ? Cháu đang cần đồ để đi phải không? Cầm lấy. Cảm ơn chú nhặt rác. Còn gì sạch hơn không chứ? Có chuột. Ui méo mó còn hơn không mà. Lắm đất quá. Sao mà dính chắc quá vậy? Chúng ta không hợp với nhau rồi. Hay là thử dùng lọ này nhỉ? Nước tẩy sơn móng tay có thể tẩy vết bẩn. Đổ một chút lên bông tẩy trang, rồi trà lên bề mặt bẩn. Tiếp tục nào, sắp xong rồi. Đó, sạch như mới. Và siêu dễ thương. Ta-da! Lau giúp chú luôn đôi này được không? Thôi cháu xin thiếu. Mình rất sẵn sàng để bắt đầu học tiết này rồi. Vì mình đã có tai nghe để dùng. Chúng không dây và sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Chuẩn rồi, giờ mình có thể nghe nhạc. Ghen tị không? Tớ rất hiểu mà. Đã đến lúc chơi bài yêu thích của mình. Này, to quá đấy. Ừ đấy, tôi có cái tai nghe mới mà. Biết, cậu khoe với cả thế giới về nó rồi. Mình cần gì đó để chặn lại cách hành xử khó chịu của cậu ấy. May mà mình hôm nay mang AirPods mới. Vẫn còn to quá, sao họ không thể làm cái tốt hơn chứ? Vào cả rồi, và ít ra chúng vẫn hoạt động. Giờ thì nghe âm nhạc dịu nhẹ để chặn tiếng hét của Madison. Của Annie bé hơn của mình nhiều. Thế mà mình cứ nghĩ tai nghe của mình ngô lắm rồi, thật bất công. Chán quá đi mất. Chán. Điện thoại sẽ có đầy trò cho mình giải trí. Đến giờ selfie rồi. Cái này mà đang lên mạng xã hội thì hết sạch. Kiểu trang điểm của mình không hợp ánh sáng này. Cần phải chỉnh lại. Chúng tôi sẽ dậm lại highlight và làm thẳng tóc cho cô ạ. Thôi được rồi, thế đủ rồi. Ổn hơn rồi, người theo dõi mình sẽ thích mấy bức này. Hôm nay trông mình xinh ghê. Hoặc không. Vẫn cứ sai. Mình biết phải làm gì rồi. Chuẩn rồi, gió thổi tóc bay cho bức ảnh hoàn hảo. Tuyệt, gió đang thổi tóc mình kiểu hoàn hảo luôn. Gì đấy? Gió lẽ ra phải thổi ngược tóc thôi chứ.
Xin lỗi chú ơi ạ, là do máy sấy tóc nhưng tôi sửa được rồi. Tốt, làm lại đi nào. Biết sao không, dừng lại, tôi có ý này hay hơn này. Lấy hoa giấy và kim tuyến làm phông nền, buổi chúng hoàn hảo. Wow, ngầu quá đi, mình cũng phải thử như thế. Cậu ấy có kim tuyến còn mình có rác. Ok, để thử lại xem nào. Tôi còn được chỉnh lại tóc và trang điểm. Chị không làm miễn phí cưng ơi, cưng phải trả tiền cho dịch vụ của chị. Chắc rồi ạ, tất nhiên, để em lấy tiền đã. Cái gì đây? Đúng, một đôi bị vứt vào máy giặt rồi. Thôi được, ngồi im trong khi chị làm. Yeah, cảm ơn chị, giờ thì sao đi nào. Ôi mẹ ơi, gì đây? Sao trong mặt mình lại thế kia hả trời? Mình giống chàng hề Pennywise.